Hello, xin chào tất cả mọi người đến với trận đấu đang được mong chờ nhất, trận chung kết ở nội dung đôi nam giải cầu lông Hà Nội mở rộng lần thứ mấy không biết. Giải cầu lông Hà Nội mở rộng năm 2019. Chém cầu tốt, điểm số 1 đều. Phía gần màn hình của chúng ta cặp đôi Hưng Dương đến từ câu bộ Bắc Từ Liêm, và đối thủ của họ là vận động viên Hải và Đồng đến từ câu bộ cầu lông đại diện cho đơn vị nước ngoài. Điểm số 3-1 cho Dương Hưng. Chào mừng các bạn đến với trận chung kết đôi nam lứa tuổi 18-30 giải cầu lông Hà Nội mở rộng. Phía gần màn hình đại diện của đơn vị Bắc Từ Liêm, đối thủ họ đại diện cho đơn vị Quốc Oai. Cầu trong sân, điểm số 4-1 cho cặp đôi Hưng Dương trong set đấu thứ nhất. 4-1, Tùng Dương phát cầu, Đồng Phạm đỡ giao cầu. Bóng lo rất kịp thời. Thủ cầu rất ngẫu hứng từ Tùng Dương. Gõ cổ tay rất hay từ anh Hưng. Rồi, điểm số 5-1 cho đôi Dương Hưng. Mọi người có thể nghe thấy tiếng Hùng nói không ạ? Anh Hùng thua ở bán kết rồi anh ơi, do bị chuột rút hay chấn thương gì đó. Điểm số 5-1. Thủ hay quá nhờ. Ngoài sân, đội điểm 25 cho cặp đôi Đồng Hải, cặp đôi đến từ đơn vị Quốc Oai. Rất đáng tiếc. Hello mọi người có nghe thấy Hùng nói gì không ạ? Nếu mọi người nghe thấy Hùng nói thì mọi người comment 1 nào. Bên này thủ lì quá. Vẫn không ăn được. Phun thủ. Rồi, không thủ được nữa rồi. Đó là một tình huống cầu lôi. Đội điểm 4-5 cho cặp đôi Đồng Hải. Hello anh chị Nguyễn Thị Hồng, giải cầu lông Hà Nội mở rộng nhé chị ơi. Giải đang được tổ chức tại nhà thi đấu Hoài Đức. Giải diễn ra trong vòng 1 ngày thôi, và đây là trận chung kết đôi nam lứa tuổi 18-30 rồi. Điểm số 4-5, Đồng Phạm giao cầu. Phạt cầu ngang rất hay. Cầu lỗi từ Tùng Dương rồi. Rất nhanh chóng, cặp đôi Đồng Hải đã san bằng điểm số 5 đều. Bỏ cầu không chính xác. Sáu năm cho Dương Hưng. Đội tấn công ăn rồi. Đặt cầu tốt từ Tùng Dương. 7-5. Hello Idol, xin chào Nguyễn Thành Nam nha em. Xin chào Nguyễn Linh Chi nha. Chào tất cả mọi người. Mọi người hãy giúp chia sẻ trận đấu này đến nhiều người hơn được không ạ? Rất là nhiều người mong muốn được thưởng thức trận đấu nhà này. Đây là một trận đấu rất hay. Một tình huống cầu may mắn của vận động viên 2. Tình huống cầu mắc lưới rồi sau đó đổi hướng. Lứa tuổi trẻ nha anh Nghiêm Đình Hà ơi. Hay quá. Vẫn lên. Thủ đủ mọi tư thế. Chém cầu lỗi từ vận động viên Hải Quốc Oai. Điểm số 16 cho Dương Hưng. Điểm số 96. Thông tin của các lông thủ thì cũng chỉ biết tên thôi anh ơi. Chả lẽ lại có thông tin gì nữa? Lứa tuổi à?
vận động viên Đồng Phạm sinh năm 94, vận động viên Hải Quốc Oai sinh năm 95, Tùng Dương sinh năm 96. Còn anh Hưng thì hơi già già rồi, chắc là 8 mấy. Đấy là năm sinh của vận động viên. Tên thì Hùng đã nói hết rồi. Mọi người muốn hỏi thêm thông tin gì cứ hỏi. Hùng nghĩ là những gì Hùng biết Hùng đã đều nói rồi. Bốn vận động viên này đều đã giành được rất là nhiều các thành tích tốt trong các giải đấu cầu lông phong trào khu vực Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc này. Họ đều là những tay vợt khá tên tuổi. Điểm 18. Dương nó thủ cầu tì hay quá. Rất đáng tiếc tình huống cầu không qua lưới đến từ vị trí của Đồng Phạm. 11-8, nửa set đầu thứ nhất trôi qua. Hello anh Hải Phát. Vào đến trận chung kết này toàn những tay vợt tốt thôi anh ạ. Cũng thuộc dạng có số đấy. Ok, xin chào Dương Bình. Sao hello anh lại cười đấy kia ở Dương Bình? Hùng đang làm chai Villa La Vi chứ nhở? Vina thành thuốc lá rồi, La Vi. Đây chào anh. Đang làm chai, anh đi qua đi. Hùng đang làm chai La Vi để có thể có giọng nó thanh hơn, bình luận hay hơn. Hùng đang dẫn nào? Hùng đang dẫn 11-8. Ok, set đấu thứ nhất tiếp tục điểm số 11-8 cho cặp đôi của Bắc Từ Liêm. Phản cầu rất hay từ Hải. Phản cầu về Hải đâu? Hôm nay Hải bên kia nó phản ngược quá em. Dương. Đập cầu không chính xác từ vị trí của anh Hưng. Tỷ số rút ngắn 9-11. Hải giao cầu. Rất hay. 12-9. Vũ Thiên và cổ vũ cho cặp đôi Bắc Từ Liêm đi em. Đang dẫn này. Chung kết rồi. Rất cảm giác cầu lật lưới. 13-9. Mọi người giúp chia sẻ cái live stream này với. Sao ít người xem thế? Hai nhịp bố ông Dương. Hai nhịp hụt rồi. Vẫn thủ được. Phải nói là hôm nay anh Hưng thủ quá xuất sắc. Trong hay ngoài? Cầu trong sân. Điểm số rút ngắn 10-13 cho cặp đôi Đồng Hải. Chúng ta tiếp tục với diễn biến của trận đấu chung kết nào. Đó là một tình huống cầu không chìm của Tùng Dương. Cầu ngoài sân. 11-13. Trọng tài xác định cầu trong sân. Theo Hùng thấy thì quả cầu lông low skirt có vẻ hơi bì. Nhưng là cái việc mà phát cao thì rất khó ra ngoài. Chêm cầu tốt. 14-12. Cố lên hai quả tạ ơi. Phạm Phú Hưng, Nguyễn Tùng Dương ok. Hôm nào đôi đấy mà chấp Hùng với Thiết khoảng 5 quả xét 21 là anh em mình cũng quất luôn đấy Thiết nhở. Vẫn thủ được. Vẫn lên. Bên này phun thủ rồi. Phun thủ KMNR. Ăn rồi. Chiếm cầu rất căng người anh Hưng. 15-12. Phải nói hôm nay cặp đôi Hưng Dương quá sung. Em chào chị Yến Yến nha, xin chào Đặng Đức Bình, xin chào Quang Minh. Bên này thủ, Dương thủ hay thật. Cái quả thủ tì lại chéo sân.
vẫn bình thường, vẫn lên kìa. Hết rồi. 13-15. Anh Hưng hôm nay thủ hay quá nhỉ. Cổ tay các vận động viên như máy vậy, cứ cầu cứ đế là nó cứ bật ra thôi. Chị Yến ơi, bên kia đôi Hải Bát Hải Hải Ba Sao Hải Quốc Oai chị cặp với đồng phạm Học viện Ngân hàng đó. Đen rồi, điểm hy vọng nó không phải là điểm, đứt lưới rồi. Anh Hưng hôm nay sung quá, vượt không chịu nổi. 16-13. Anh Hưng vừa bị đứt vượt. Hello Long Hồng và cổ vũ cho idol Tùng Dương đi em. Đánh hay vãi cả hàng. Hay vừa cờ hờ. Ok chị Yến, hai đôi đều rất hay. Bởi vậy mà chúng ta mới được xem một trận đấu chung kết mãn nhãn. Qua vào căn cước thì mày đánh giải đánh mới sao nó mất được. Hello fan cứng cộng 1 anh Đức Vương nhá. Xin chào anh. Xin chào bạn anh An vẫn trên quay ạ. Hôm qua anh Hưng vừa mới căng vợt, hôm nay đã bị đứt rồi. Anh Hưng hôm nay sung quá, vợt không chịu nổi. Khả năng đánh vợt mình không vào tay, nguy cơ lắm. Thường thì việc chúng ta trong trận bán kết và chung kết mà chúng ta bị đứt vợt thì đó là một điểm không may mắn. Hello Nguyễn Đạt, sân nhà thi đấu huyện Hoài Đức em ơi. Tra Google Map là biết ngay ở đâu. Giải cầu lông Hà Nội mở rộng xét đấu thứ nhất như Long Hồng. Anh Vân ơi, em nhờ góc tí. Tiếp tục với set đấu thứ nhất, điểm 16-13 cho cặp đôi Dương Hưng đến từ câu bộ Bắc Từ Liêm. Đồng phạm giao cờ bắt cầu. Bắt cầu ngoài sân. 17-13. Tùng Dương tiếp tục giao cầu. Đập xịt quá. Chém bố đi. Dương chém với Dương. Được không được chém. Đội điểm 14-17 cho Đồng Hải. Vẫn lên, cổ tay hay đấy nhở. Vẫn lên bình thường. Đập tổ tốt từ đồng phạm. 15-17. Hello Đỗ Hiếu, xin chào Chiến Nghĩa, xin chào Nghĩa Trương cùng chia sẻ live stream đúng không ạ? Trận đấu hay như này sao có hơn 100 người xem này. Ăn rồi. 18-15. Hello Chiến Nghĩa xem một nha. 18-15. Vẫn lên. Đập cầu rất cắm. Đội điểm 16-18 cho Đồng Hải. Mười bảy mười tám rồi.
có vẻ anh Hưng đánh vượt mới, đánh vượt mượn, đâm ra không vào tay lắm. Xử lý không còn được chuẩn xác như hôm nay. Rồi, đập vít rất hay. 19-17. Đồng Phạm hôm nay bị dính cầu vào người mấy phát rồi. Tranh thủ nói sâu tí. 19-17, Dương giao cầu, Hải đỡ cầu, Cội tấn công. Đồng hôm nay phải nói là đập khá sung. Cả hai bên thủ đều rất lì. Theo ông đánh giá thì hai bên về công cầu thì cũng không hơn nhau là bao. Vẫn thủ được. Ủa, toàn thủ mấy quả dị nhỉ? Dã man. Đúng là một khi đã vào tay rồi thì không biết điều gì có xảy ra nữa. Đập cầu tốt từ Hải Quốc Hoa. 18-19. Một đường cầu thực sự hay. Cả hai đôi càng đánh càng hay anh ạ. 18-19, đây mới là những giây phút quyết định này. Bản lĩnh được thể hiện ở những điểm số cuối. Đập cầu. Ủa, anh Hưng phải nói hôm nay anh Hưng đập cầu vít hay thật. Bình thường ra sân Từ Liêm hiếm khi thấy anh Hưng đánh sung như vậy. 20-18. Có hai cơ hội kết thúc trận đấu, ba cơ hội. Rồi, tấn công, cơ hội tấn công để kết thúc. Anh Hưng đập cầu vít cả ăn rồi, vẫn không ăn được. Hay quá nhờ. Cơ hội tấn công. Thủ cầu rất hay từ vị trí của Đồng Phạm. Vẫn không ăn. Uầy, hai nhịp từ Tùng Dương, vẫn chưa ăn được. Xuống. What? Wow, trình soạn ngẫu hứng đi nhờ. Hay vãi cả trưởng. Wow, cái gì đây? Bên nào ăn? Bên nào ăn? Bên nào ăn? Hết sức chưa? Rồi, chiến thắng 21-18 cho cặp đôi Dương Hưng. Quá xuất sắc. Tuyệt vời. Cảm ơn bốn vận động viên đã cống hiến cho khán giả một pha cầu mãn nhã. Mọi người giúp cùng chia sẻ livestream này đi, tí nữa anh em mình muốn xem nhiều trận đường cầu hay không kém đâu. Giúp cùng chia sẻ nhá. Giúp cùng chia sẻ nhá. Bấm nút chia sẻ nhá. Ai chia sẻ comment đã chia sẻ thì cảm ơn nhá. Từ nãy giờ toàn người quen vào xem mà chả thấy người chia sẻ nào. Hello Đạt BMT xin chào. Thắng Khỉ xin chào. Chen Phạm. Hôm nay thực sự là đánh. Thực sự đánh giá hôm nay Dương với anh Hưng quá sung. Trước khi trận đấu bắt đầu thì Hùng vẫn đánh giá là cặp đôi Đồng và Hải là cửa trên. Ok, cảm ơn fan cứng Tiếp Linh, cảm ơn người chia sẻ chị Nguyễn Thị Hồng, cảm ơn rất nhiều. Rồi chúng ta đến với trận đấu thứ hai nào. Điểm số không đều, trận đấu thứ hai bắt đầu. Một pha cầu ngoài tầm với. Pha cầu rất hay từ Tùng Dương. Điểm số 1-0. Xin giới thiệu lại các vận động viên phía gần mình của chúng ta, vận động viên Đồng Phạm và vận động viên Hải 3 sao đến từ Quốc Oai, và đối thủ của họ là cặp đôi Dương Hưng đến từ Bắc Từ Liêm. Trong trận đấu thứ nhất, cặp đôi phía xa màn hình, cặp đôi Dương Hưng giành chiến thắng với điểm số 21-18. Trận đấu thứ hai, điểm số đang là 1-1. Đồng Phạm giao cầu, anh Hưng đỡ cầu. Vẫn thủ lên được. Vội vàng rồi.
2-1 cho Dương Hưng. Hôm nay Dương Hưng thủ quá lì. Hello anh Ngọc Tay Chiêu, giải Hà Nội mở rộng nha anh ơi. Đồng Hải gặp đôi Dương Hưng của Từ Liêm ạ. Vẫn qua, không qua rồi. Điểm 2 đều. Một tình huống xoay sở không kịp. Em cảm ơn chị Nguyễn Thị Hồng rất nhiều, trận đấu hay. Cảm ơn Hồng luôn nhiệt tình phát trực tiếp cho anh chị em xem. Em cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp Hồng chia sẻ và luôn ủng hộ Hồng. Pha trẻ đập cầu rất siết của vận động viên Hải Quốc Oai. Điểm số 3-2 cho Đồng Hải. Mọi người có nghĩ là có xếp bao không ạ? Cầu ngang hay thế nhờ anh Hưng ơi. Anh Hưng anh đánh cực kỳ có cữ cổ tay luôn. Cứ đến đoạn cầu là cổ tay dừng lại. Nhưng cảm giác nó rất là dứt khoát. Điểm số 3 đều. Anh Hưng giao cầu, Hải đỡ cầu. Quá bình tĩnh. Wow, hay thế nhờ Dương. Rồi, tuyệt vời. Dương lên đồng, cầm NR. Đúng rồi, anh Quốc Cường xét đầu Đồng Hải thu 21-18 ạ. Em cảm ơn anh Dương Vũ Ánh nha. Có giải hay em mà biết là em đi ly luôn ấy, bỏ hết việc luôn. Điểm số 4-3. Khá may mắn. Đã hay lại còn may. 5-3. Hôm nay Tùng Dương có cảm giác cầu quá tốt. Bỏ cầu chính xác. Bỏ cầu không chính xác, cầu trong sân. Đội điểm 4-5. Dường như là tất cả những pha bỏ cầu của vận động viên đều không chính xác. Quả cầu này có vẻ hơi bì. Một pha đập cầu đổi hướng. Không may mắn nữa rồi. Điểm 5 đều cho Đồng Hải. Hai đôi này có lối đánh tương đối giống nhau. Bởi vậy mà chúng ta mới được xem nhiều đường cầu giằng co như vậy. Hello thằng em Dương Ngọc Anh nha. Sắp lấy vợ à? Anh nghe nói Ngọc Anh sắp lấy vợ rồi. Nên là dạo này ít đánh giải quá. Liên tục là những pha cầu ép của Đồng Hải. Vâng, kết thúc bằng một pha cầu rất hay của vận động viên Hải. Điểm 6-5. Hay quá nhờ. Điểm 6 đều. Một trận đấu hết sức kịch tính. Hai đội vận động viên bám nhau từng điểm số 1. Tay về rất tốt từ Tùng Dương. Vẫn còn. Thủ tay quá khỏe. Một cầu tốt từ vị trí của vận động viên Hải Quốc Oai. Điểm 7-6 cho Quốc Oai. Hơi vội vàng từ vị trí của đồng phạm. 7 đều. Anh Phú Hưng giao cầu. Nếu anh em nào có mong muốn được giao lưu các câu lạc bộ cầu lông mạnh ở Hà Nội thì câu lạc bộ cầu lông Bắc Từ Liêm là một câu lạc bộ mà mọi người không nên bỏ qua. Câu lạc bộ Bắc Từ Liêm có rất nhiều các tay vợt mạnh tập luyện và thi đấu ở đó. Đó là đội của chính là cặp đôi phía xa màn hình, cặp đôi Dương Hưng. Cùng với đó rất là nhiều tên tuổi, ví dụ như vận động viên Dũng Con, vận động viên Vũ Thiết, vận động viên Vân và rất nhiều vận động viên khác mạnh thường trần trần. Vận động viên Vũ và rất nhiều các tay vợt đều đánh cầu rất hay và đã có rất nhiều thành tích trong các giải đấu cầu lông phong trào. Sân Từ Liêm tốt những sân cầu lông hàng đầu. Ép như thế mà vẫn không ăn được.
điểm số 98 cho Dương Hưng. Tay vợt áo trắng, tay vợt 25 liên tiếp vô địch cúp báo tuổi trẻ thủ đô ở nội dung đôi nam nữ là tay vợt số 1 của Đại học Mỏ Địa chất, Hùng là tay vợt số 2. Và cũng 25 liên tiếp nhì tỉnh Thái Nguyên. Rất hay. Hôm nay Dương là múa thôi rồi. Điểm số 18. Không hiểu sao hôm nay nó sung thế ạ. Tay bon dã man luôn. Bên kia trận đấu nội dung đôi nam U trên 40 cũng rất hay. Hello Tiến Khổng Lồ, hello Trung Thanh, xin chào. Xin chào chị Sâm Hường. Đúng rồi anh Kiên Sport Hải Đồng anh ạ. Ok, chúng ta tiếp tục với set đấu thứ hai, điểm số 18 cho cặp đôi Dương Hưng của câu bộ Bắc Từ Liêm. Trong set đấu thứ nhất thì cặp đôi Dương Hưng của câu bộ Bắc Từ Liêm giành chiến thắng 21-18. Set đấu thứ hai này họ cũng đang dẫn điểm trước. Vẫn lên, không còn rồi. Điểm rút ngắn 90 cho Đông Hải. Trận này thực sự hay. Một ngày chỉ cần một trận đấu như này thôi. Bắt cầu ngang lỗi từ anh Hưng rồi. Điểm 10 đều. Ôi, cái gì vậy? Hai đôi này đánh kiểu răng co lắm. Vẫn bung lên được. Dã man. Ui. Tì gì đây em ơi. Dương đánh kiểu gì đây Dương. Không qua, tưởng quả đấy qua cơ. Xem một đôi phía xa màn hình thắng như Tiến Khổng Lồ. Cảm ơn người chia sẻ Tiến Khổng Lồ rất nhiệt tình. Điểm số 11-10. Nửa set đầu thứ hai cũng đã trôi qua. Lợi thế đang nghiêng về cặp đôi Đồng Hải. Khoảng cách một điểm là rất mong manh. Mọi người ơi, bây giờ mấy giờ rồi ạ? Bây giờ mấy giờ rồi mọi người? Ok, chúng ta tiếp tục với set đấu thứ hai của trận chung kết giải cầu lông Hà Nội mở rộng năm 2019 nào. Set đấu thứ hai, điểm số 11-10 nghiêng về cặp đôi Đồng Hải, cặp đôi phía gần màn hình. Hay quá, 11 đều. Nếu mà được đánh giá vận động viên nào đập cầu hay nhất và chiêm lưới tốt, chiêm lưới hay nhất thì sẽ bình chọn cho vận động viên áo tím. Bỏ cầu chính xác. 12-11. Đồng Phạm đỡ giao cầu. Đập cầu tốt từ vị trí của Tùng Dương. 13-11. Ok anh Diễm Điệp dự đoán là xếp 2 đôi xa màn hình thắng. Em thì em cũng không dám dự đoán như thế. Em không dám dự đoán trước điều gì vì hai đôi này rất ngang nhau. Bên kia dồn ép cầu khá khó chịu.
Mọi người có thể nhìn thấy ạ, khi mà vận động viên phía sau đập cầu thì vận động viên phía trước đã vung vợt lên chuẩn bị đánh pha cầu tiếp theo rồi. Bởi vậy mà họ mới đánh cầu được nhanh như vậy. Cũng giống như vận động viên Kevin thi đấu vậy. Ui, vẫn còn. Không còn rồi. Pha chém cầu rất tinh tế của Hải Quốc Oai. Ok, xin chào Thảo Phương Đô. Hai đôi đánh hay quá. Điểm số 13-14 sang đầu thứ hai. Như máy vậy. Ôi, tiếc quá. Cầu lỗi từ Tùng Dương. 14 đều. Anh em vỗ tay nào, comment điều gì đó đi. Trận đấu thứ hai chung kết đôi nam 14 đều. Chờ quyết định của trọng tài. Trọng tài xác định cầu ngoài sân. 15-14 cho Đông Hải. Cầu tốt, 15 đều. Cầu lỗi từ Dương. Tự gõ đầu đi em. 16-15 cho Đông Hải. Thực sự quá kịch tính. Từng điểm số 1. Em chào anh Trương Dạo nha. Cảm ơn anh nhiều. 16-15 đồng giao cầu. Hôm nay Đồng Phạm đập cầu rất sung. Trận 109 chung kết đôi nam nữ 18-30 trên sân số 6. Chúng tôi với đôi Thanh Phương Cổ Duyên. Còn tôi hay hay thế nhỉ. Rồi, tuyệt vời. Liên tục những pha cầu tấn công rồi lại thủ rồi lại tấn công rồi lại thủ đến từ hai đôi vận động viên. Chiến thắng cuối cùng là cho cặp đôi Dương Hưng. 16 đều. Mấy bạn này đánh vượt căng tầm. Có người 11 cân, có người 11 cân rưỡi, có người 12 cân anh ạ. Tầm từ khoảng dao động từ 11 cân đến 12 cân. Nói thật em không dám nhận định đôi nào thắng anh ạ. Cầu tốt, 17-16. Em chỉ có thể nhận định rằng nếu mà cặp đôi phía sau màn hình họ không dám thắng xét đấu thứ hai thì khả năng xét 3 họ sẽ thua. Nhưng mà dường như Dương Hưng đang thi đấu rất vào tay thì em nghĩ rằng là Dương Hưng có thể kết thúc trong vòng 2 set. Dự đoán chỉ là dự đoán thôi, chúng ta tiếp tục xem nha. Thủ hay thật. Vịt rất hay từ anh Hưng. Liên tục những tình huống đấu cầu ngang. Hay quá nhỉ. Thủ tay khỏe thật. Dương nhỉ, Dương. Vẫn lên. Ủa, cái gì đây? Trời ơi, xem lác hết cả mắt. Đập cầu rất bền. Ôi, phản cầu hay từ cặp đôi Đồng Hải. Xin chúc mừng, 17 đều. Hello em, đánh cầu Lostert nha em ơi. Đánh cầu Lostert. Thực sự hay, hôm nay hai đôi vận động viên này sung quá. Chúng ta tiếp tục với set đấu thứ hai trận chung kết đôi nam. Điểm số 17 đều. Trong set đấu thứ nhất, cặp đôi phía xa màn hình thắng. Ép cầu rất hay từ Hải 3 sao. Hải Quốc Oai. 18-17.
bền từ Tùng Dương, một điểm số xứng đáng 18 đều. Những giây phút quyết định bản lĩnh của các vận động viên. Điểm số tương tự xét đấu trước 18 đều. Khi chúng ta đập mãi mà đối thủ không chết thì phải làm sao? Thì đập tiếp chứ làm sao nữa. Cả hai đôi công thủ đều rất toàn diện, xem sướng thật. Ăn, vẫn không ăn được. Về cầu tốt từ Tùng Dương, vẫn còn kìa. What the hell? Ngoài sân, 19-18 cho Dương Hưng. Những giây phút cuối cùng rồi. Bở mồ hôi tai. Bở hơi tai anh em ạ. 19-18 cho cặp đôi Dương Hưng, cặp đôi phía xa màn hình. Trong set đấu thứ nhất thì cặp đôi phía xa màn hình cũng thắng với điểm số 21-18. Thực sự một trận đấu quá hay luôn. Cả ngày hôm nay chỉ cần quay được một trận đấu như này thôi là đã thấy quá đủ rồi. Ok, cảm ơn anh Phan Cứng Đức Vương, cảm ơn anh Lưu Đức Hà. Hay quá, cảm ơn anh Lại Minh Vương. Hay thì mọi người giúp chia sẻ đến nhiều người hơn được không ạ? 19-18. Anh Hưng giao cầu, đồng Phạm đỡ giao cầu. Cơ hội tấn công. Bây giờ bên nào giành quyền chủ động tấn công thì bên đấy có cơ hội hơn. Bên kia họ không bung lên cho nữa rồi. 20-18. Một pha đập tô chém rất hay. Cơ hội kết thúc trận đấu thuộc về cặp đôi Hưng Dương, giống hệt set đấu thứ nhất. Chả lẽ kịch bản lại là như thế? 21-18 chăng? Vâng, hai set. Phỏng vấn vận động viên Tùng Dương ấy nhở, hôm nay anh ăn gì mà sung đấy. Hôm nay Dương đánh quá hay luôn, thực sự luôn. Anh Hưng cũng vậy. Hai vận động viên này tình hình là trước khi nhận giải phải ra kiểm tra doping như thế nào. Xin chia buồn với Đồng Hải. Hôm nay phải nói là Đồng Hải cũng đã thi đấu cực kỳ hay và ấn tượng. Tuy nhiên Dương và Hưng quá sung. Xin chúc mừng cả hai đôi vận động viên. Hello mọi người, kết thúc live stream để lưu lại trận đấu này ở chế độ chất lượng cao hơn, sẽ up lên YouTube cho anh em xem sau nhá.